Ông học thôi chứ học đến giỏi á. Đi nữa đúng Nhiều đứa học học ngoài có giỏi món không? khỏi tư chất sao. Dạ. Hai. Số trời đã định rồi chị. Nhìn mặt thấy ngán rồi. Nhìn đến cổ rồi. Ngán tận cổ rồi. Sau này trông cho tách tách nhau ra tí nha. Nhìn cả ngày ngán. Nhưng họ đi làm cả ngày cứ đưa việc đúng không? Tối về có chuyện mà nói. Đằng đây tối về ôm hai cái điện thoại không biết nói chi. Gớp, mắc ói. Chắc chưa bao giờ nói luôn á. Huệ chưa bao giờ nói với em một câu luôn đó chị. Nhưng mà em ép mới nói. Mà hình như chưa phải. Đúng không anh? Chưa, anh chưa nói với em một câu một đó luôn. Chưa, em nói thiệt luôn, em chưa nghe. Anh nói với con môi thì em không biết. Em nói thiệt luôn. Chưa khi môi nói. Em chỉ nghe là anh yêu em vì tiền thôi. Đúng rồi. Hồi xưa cứ tưởng tình yêu lãng mạn như trong phim. Ai ngờ được cái chi hết. Chị Phúc ơi, Huệ á, bảo mấy người mà hay nói câu mà như chị á, chia tay hết rồi. Mỗi lần mà em cứ đưa cái hình mẫu mà lãng mạn đồ kêu là chia tay hết rồi. Giáo cái nơi nào cưới giáo? Giáo cưới rồi mà. Sao bảo gần cưới? Buồn à, sợ buồn à. Nghe hỏi cho biết chứ. Không phải chị Phúc ở. Nghe tin em lấy chồng anh buồn. Buồn thương thay số phận của em thôi. Chứ không có ý chi hết. Phải thương em mô. Lấy chồng khổ gì? Thấy chị đăng bài toàn lấy chồng khổ gì? Nhiều người là chưa trở lại được chồng cũng buồn lại trở lại chồng là buồn bỏ thằng. Giống như chị nè. Chị nè. Đúng y 3 ngày là muốn bỏ liền. Không biết ai muốn bỏ ai. Chị muốn bỏ chị. Chọn chắc. Em đừng có tưởng lấy nhau về đẹp đẹp đẽ như mưa. Em chán lắm. Đẹp là vì đừng yêu thôi. Mà những cái mà hắn làm cho em trước khi cưới là sẽ sau khi cưới không bao giờ làm. Đi về đây không nghe nữa. Để em lấy chồng đi đã. Bà lãng mạn quá rồi mà. Thì đúng rồi, thì cầu hôn được lần chứ lại lần thứ hai. Mình chỉ tính chuyện lấy chứ bà tính chuyện đẻ. Mà mụn cứ mà là lập tay á.
Anh dơ cao lên xí, anh nghiêng xí. Để em tự động em quay đầu đi chỗ khác thôi. Tối nay ăn chi được ta? Nghĩ mà ăn thêm mệt, mệt rồi. Có nhiều con định mấy phút anh? Để em coi trên đi có. Ai mua cho đâu biết. Thuận xé. Thôi Thuận. Chưa chi mà liêu siêu lá xó rồi. Anh Huệ đưa tiền đúng không? Ví đúng không? Chị quay chi đâu dẫn mô em bình thường lắm, ý là em đợi em không thấy để em ý là em ý là em đâu dẫn chi đâu. Đem trong cho ngủ. Trong cho ngủ đây nhá. Nhưng mà ngửa cụ sang chị xíu. Số gì mình hút đi mình giảm đò không mày? Vừa quen là ăn không? Mẹ không? Nhường cho. Để qua đây coi có mụn là đó, tao xin mà nó mua ly đó. Mua tối đem về nhai đó với má. Còn tiện về mặt nhé. Chưa, nằm xung quanh em chưa lấy mà. Chịu khó xin mà. Rồi, tao ha, xong thì đập mặt nha. Không. Ha thì đó. Ngon thì đi ăn đi. Ăn đi ăn. Ăn đi kiện kiện khác để phút phút. Rồi xong. Bóng hết ta. Bóng hết. Ừ. Phê. Này, tóc này đẹp đến nhiều này. Thầy có siêu âm thanh phúc không? Có. Dạ. Dạ thấy đâu. Sướng chết cha, bữa đi ăn về ăn nằm chồng lo hết mà. Ốc ở chợ Bắc Mỹ An hay chợ ở ốc ở đâu đó không biết. Ốc ở đâu đó không biết.
Đẹp này lấy bao lâu rồi em? Đau lắm rồi em chưa. Wow. Chưa, cái miếng em chưa lấy mà. Khi mà em kêu em dừng tay cho anh chụp là khi nó ok hả? Anh có biết là tay em rất là đau mà em phải ráng cho anh quay không? Tất cả chỉ vì tiền. Nó là cho mụn cứng. Cứng lấy tội mà. Thật lâu lắm nó có cảm giác làm phễu không đi đây. Làm từ sáng đến tối luôn. Nghe. Không nghỉ trưa luôn. Trên đây. Nói chung nhặt lên đông. Ừ. Bé bên kia nhiều không biết. Dạ. Bé bạn em á. Cũng ít chị. Ừ, ít thì được. Ít thì để đỡ phải quay. Dạ cũng hay đi đấy. Ừ. Nói với em xong nó vào lên nhanh rồi.